Hai Pencil Studio. Hai Pencil Store, cửa hàng đồ chơi dành cho bé, mua ngay tại hypencilstore.com. Thỏ. Hả? Sao anh Mick lại ở đây? Không phải ảnh đang điều trị ở bệnh viện sao? À, anh thích phim này lắm. Anh xem chung với nha. Anh Mít không có bạn bè gì hết. Mình cho anh Mít ở tạm vài ngày nha các anh. Mấy ngày thôi đó. La la la. Mời mọi người. Wow, hôm nay em Vàng làm nhiều món ngon quá đi. Ơ kìa, gì kỳ vậy? Bỏ ra coi. Mình gấp trước mà. Đã ăn nhiều quá rồi còn gì. Cái gì? Nãy giờ Mít ăn gần hết đồ ăn của mọi người, còn dám nói vậy hả? Mít bỏ ra đi. Chết rồi. Không sao, còn ăn được mà. Cảm ơn mọi người nha. Bữa ăn đúng là ngon thiệt. Nhớ phá quy lần sau đó. Trời ơi. La 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 la. Ôi, khuya rồi mà cũng không tha nữa. La 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 la. Ngồi. Nè, im lặng đi cho tụi tôi còn ngủ chứ. Ý, mọi người tới chung vui hả? Để biết tặng mọi người một bản nhạc sôi động nha. Đủ rồi, dám thách thức sự chịu đựng của đỏ này hả? Mọi người làm sao vậy? La 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 la. Anh Mít ơi, mình tắt nhạc nha. Em còn phải nghỉ ngơi để mai còn nghiên cứu khoa học nữa. Hát thì lạc giọng tới lạc giọng lui mà đòi hát. Hát 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 hoài. Ở nhà người ta mà làm như nhà của mình vậy đó. Im lặng cho người ta còn ngủ. Không phải như anh đã nói đâu. Anh Mít hát rất hay. Hmm?
Mình làm phiền mọi người quá nhiều rồi. Giọng thì bị hư, không có ai sửa chữa, mà mình thì lại không có bạn bè nào thân thích hết. Bây giờ mình không còn có thể hát nữa, sẽ không có ai muốn nghe mình hát đâu. Có thể do bộ xử lý âm thanh ở bên trong của anh Mick bị hư, chỉ cần sửa lại là anh sẽ hát hay lại thôi. Chào mọi người, có chuyện gì mà mọi người vui vậy? Anh Mick ơi, tụi em đã biết câu chuyện tối qua của anh rồi. Tụi em quyết định sẽ sửa lại giọng cho anh. Mọi người nói thật chứ? Được rồi, anh Mick à, anh hát thử xem. Nhưng mà ekip của anh, ai cũng ghét anh và anh xem thường mọi người. Không có ai tổ chức show cho anh hát nữa. Ngạc nhiên chứ? Anh Mít à, chúng em luôn tin tưởng và ủng hộ anh. Thật ra có điều này anh quên nói với Mít. Có chuyện gì vậy? Không sao đâu, bây giờ thì fan đang chờ chúng ta lên sân khấu đó. Được làm bạn với Lấp Lánh, Vàng rất vui. Các anh của Vàng chỉ thích siêu nhân, ăn kem, hamburger với lại nghiên cứu khoa học thôi. Chán lắm. Như vậy thì chán lắm. Làm đẹp vui hơn. Đúng rồi, Vàng thích làm đẹp y như Lấp Lánh vậy đó. Đi theo Vàng, Vàng có bất ngờ cho Lấp Lánh nè. Từ từ. Đây nè. Bạn làm bánh tặng cho Lấp Lánh đó. Ăn đi, bạn nó ăn ngon nhất khu phố luôn. Ngon, để thử. Bánh kem, bánh kem, bánh kem, bánh kem. Cho xanh ăn với. Ăn xanh, đây là bánh kem em làm tặng cho Lấp Lánh mà. Sao bánh kem lại không có nến?
Để xanh cắm nến vào. Ôi, đẹp quá, đẹp quá. Để xanh thở nến cho. Cái gì thế này? Cháy rồi. Để xanh. Giật lên. Mang đi đâu nhỉ? Phòng tắm. Cứu tôi về. Xanh, ai cho em vô phòng tắm của anh mà không gõ cửa hả? Phòng tắm này là của xanh. Phòng tắm này là của anh xanh, em hiểu chưa? Của xanh. Của anh. Của xanh. Cãi anh, mới cãi anh rồi. Cãi anh, phòng tắm của anh là bồn cãi anh nữa hả? Em nói thật hả? Biết tay nè, trời biết tay nè. Phòng tắm này là của xanh. Đi về, mình muốn đi về ngay lập tức. Lấp lánh đừng có giận vàng. Vàng đưa lấp lánh đi trang điểm lại nha. Vàng có nhiều đồ đẹp lắm. Đúng đó, đúng đó. Hiện vô thấy cô đi. Ủa? Đây. Đi vô thấy cô đi. Đi vô thấy cô đi. Cái này xài được không ta? Xong chưa vậy? Lâu quá. Đây. Thôi, tóc của tôi. Tóc của tôi. Ai vậy? Tóc của tôi đâu rồi? Sao lâu quá vậy? Để xanh rửa tóc cho thẳng. Để anh đỡ sấy khô cho. Chai kem đâu rồi nhỉ? Cứu tôi với. Lấp lánh bơi thử cái này đi. Bình bội quá. Đưa đây. Vàng ơi, em có thấy lọ thuốc của anh không? Hả? Đây rồi. Thuốc trị ghẻ cắp tóc. Anh vẫn đang chế tạo chưa xong loại thuốc này. Sao nó lại nằm ở đây ta? Sao á? Mặt đen thui. Sao á? Mặt đen thui. Thôi nín đi. Vàng ơi. Nín đi. Thôi khóc lóc cái gì thì em đừng chơi với nó nữa. Nó có bốc gì căng ngọt như kẹo không nhỉ? Thôi Vàng đừng có buồn. Anh nghĩ lấp lánh không có nghĩ chơi với em đâu. Các anh thật là xấu. Các anh làm cho em không có bạn để chơi nữa. Vàng ơi, Vàng ơi. Đã 3 ngày rồi em Vàng không có ăn uống gì hết á. Cứ như vậy thì không ổn. Vàng cũng không nấu ăn luôn. Anh đã ăn kem 3 ngày rồi. Em có cách này. Vàng hả? Lấp lánh nè. Lấp lánh hết giận Vàng rồi. Vàng đừng có buồn nữa nha. Thiệt hả? Lấp lánh không nghỉ chơi Vàng nữa sao? Vậy thì lấp lánh tới nhà Vàng chơi nha. Nè, coi chừng đó, coi chừng té đó. Anh đỡ nặng quá, xanh chữa hết nổi rồi. Anh đỡ nó lẹ đi. Lấp lánh biết rồi. Em im cái miệng coi, suốt ngày ồn ào à. Anh đỡ nặng quá. Có nhiều đó mà làm cũng không xong. Alo. Em biết hết rồi. Tiêu rồi. Lấp lánh thích đồ hiệu. Mình mua đồ hiệu tặng cho lấp lánh đi.
Chị mua siêu nhân đi, xanh một con, lấp lánh một con. Mình đâu có nhiều tiền đâu. Hả? Thì mình cứ việc bán hết mấy món đồ quý giá đi. Em sẽ đi gom mấy cuốn sách cũ. Vậy anh sẽ bán cây đàn bị hư. Anh chỉ có đóng siêu nhân này thôi. Mấy cái đồ chơi của em ai thèm mua. Hay là em đập con heo của em ra đi. Đó là tiền của Xanh để dành mua kem. Gần tới rồi. Heo tới rồi. Trật xương hai tay, một chân, viêm da sơ sơ. Ta băng bó cho con lại rồi đó. Xong rồi, lần sau con đừng nghịch dại nữa nha. Khu phố này ít người, con nên chọn bạn mà chơi. Dạ. Tới đây làm chi nữa? Đi về đi. Lắp lánh ơi, tụi anh có món quà giá trị tặng cho em nè. Món quà mắc tiền hả? Đâu đi đây? Nè, Lấp lánh đừng có giận vàng nữa nha. Được rồi, Lấp lánh sẽ tha thứ cho vàng. Chắc em vàng vui lắm ha. Tụi mình về báo tin cho vàng biết đi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhanh lắm, báo tin cho vàng biết đây. Lấp lánh hết giận vàng rồi. Em đừng buồn nữa nha vàng. Nhưng sao em lại ở đây? Em núp trong đó nãy giờ đó. Tụi anh xin lỗi vàng. Xin lỗi vàng. Em không cần lấp lánh nữa. Bạn ấy chỉ thích những món quà mắc tiền thôi. Em chỉ cần gia đình mình là đủ rồi. Gia đình là nhất